Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hp4sao.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời cho các bạn, tại vì mình thấy có nhiều bạn gửi cho mình cái câu hỏi á, và hỏi câu hỏi chung và mình gặp rất là nhiều, đó là cách làm sao để in ảnh mà dạng như là in ảnh chất lượng cao đó, để mà cho nó đúng màu sắc và cũng như là giữ được độ bền. Thì với cái quy trình của mình á, thì mình hướng dẫn như sau. Thứ nhất á, là cái vấn đề khi mà chúng ta chụp hay là chúng ta chỉnh á, thì khi chụp thì nếu như các bạn để RAW thì ok, RAW đó thì ok, thì có thể chỉnh chụp như vậy thôi rồi đem về là chỉnh sau. Còn nếu như các bạn chỉnh dạng JPEG á, thì nhớ chỉnh cái phông màu, cái color space á, các bạn chỉnh lên là Adobe RGB. Ở trong tất cả các máy thì nó sẽ có cái chỗ để cho các bạn setting cái đó, nó để là color space. Các bạn thường mặc định nó để là sRGB, thì bây giờ các bạn chuyển sang Adobe RGB để chúng ta in ha. Và khi mà sau khi chúng ta chụp xong rồi, chúng ta về chỉnh á, thì đối với Lightroom hoặc là Photoshop, thì với Photoshop đi, thì cái vùng màu, cái color space các bạn phải chỉnh lại thành Adobe RGB nếu như các bạn chỉnh trên file Adobe RGB. Còn không, các bạn để sRGB vẫn được. Tuy nhiên là có một cái lưu ý như này, đó là về cái sRGB á, thì chúng ta có thể in màu, in ấn thì vẫn ok, tại vì đa phần những cái máy in bình thường như vậy, như bình thường á, thì người ta vẫn sử dụng là CMYK. Chúng ta vẫn thường gặp là in ảnh bình thường là CMYK, đa phần tất cả vậy thôi. Tuy nhiên là với cái dạng như là các bạn muốn in chất lượng cao để mà đi thi hay là để trưng bày ở nhà sao cho nó thật sang trọng chẳng hạn vậy, thì tốt nhất chúng ta nên để là Adobe RGB. Tại vì những cái máy in mà dạng như là cao cấp bây giờ đa phần người ta sử dụng là 11 màu rồi. Người ta không chỉ sử dụng 4 màu là CMYK nữa, thành ra là cái raw file của nó cũng khác. Cho nên là chúng ta cần cái vùng màu nó rộng hơn. Vùng màu trên hình chúng ta nó rộng hơn, để khi mà nó convert qua cái profile của cái máy in á, thì nó ít cái sự sai lệch ha. Ít sự sai lệch thì cái màu nó sẽ chuẩn đó, thì đó là cái là như vậy. Thì khi chúng ta chỉnh, ta nhớ setting là như vậy. Và khi lưu thì nhớ lưu file tip full size, file tip á, TIFF á, cái file đó là cái file chuyên để in ha, cái dạng file chuyên để in, thì chúng ta để file tip, hoặc là bí quá thì để JPEG cũng được. Tuy nhiên là JPEG thì nó sẽ không có độ cái chi tiết nó cao bằng file tip. Tất nhiên là nó hơi khó chênh lệch, nhưng mà đối với người tinh tế, người ta cần cái độ hoàn hảo á, thì tốt nhất ta để tip. Và sau khi chúng ta in chụp xong rồi, chỉnh xong rồi mà chúng ta muốn in cho nó đẹp nữa, thì tốt nhất nếu như chỉ có nhu cầu là chụp cái ê, chỉ có nhu cầu là chúng ta chỉnh ra cái file mà dạng như là kỷ niệm thôi á, 13, 18 á, thì mình nghĩ là các bạn không nên đặt nặng cái vấn đề về màu sắc quá. Tại vì những cái hình như vậy á, thì đa phần những cái lab mà chúng ta đem hình đi in á, thì người ta thường là sử dụng, người ta cũng sẽ gửi về tập trung tất cả các lab vậy, người ta tập trung vào một vài những cái nhà in chung, và người ta sẽ in số lượng lớn để nó tránh chi phí mà. Và khi đó người ta sử dụng đa phần là sử dụng máy nó cũng tương đối, nó không có cao cấp, và mực thì chắc là cũng mực Trung Quốc thôi, cho nên là cái độ chênh lệch nhau nó sẽ rất là nhiều ha. Tất nhiên là nếu đảm bảo tất cả những cái yếu tố ở bên trên mình đã hướng dẫn á, và Adobe RGB, sRGB, file tip á, thì nó cũng sẽ ổn hơn so với các bạn việc là các bạn để nguyên cái size là sRGB JPEG và chúng ta chỉnh tan nát hết, thì nó sẽ không ổn và nó sẽ bị lệch nhiều ha. Tuy nhiên là nếu như ngay từ đầu mình đã nói thì để mà chúng ta in mà chất lượng cao nhất á, thì các bạn hãy in trên những cái chất liệu, những cái giấy mà dạng như là giấy chính hãng á, giấy chất lượng cao, gọi là giấy mỹ thuật chẳng hạn vậy. Thì ở thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn thì cũng có rất là nhiều cái lab mà dạng chất lượng cao như vậy. Tuy nhiên có một cái lab mà mình có thể là gợi ý cho các bạn, đó là cái lab Thanh Tùng Photo. Thanh Tùng Photo các bạn search một phát ra liền, ở số 42 Nguyễn Thái Bình quận nhất ha, số 42 Nguyễn Thái Bình quận nhất, Thanh Tùng Photo. Thì ở đó thì người ta sử dụng cái máy in là máy in của Epson Pro 9900 gì đó, nói chung là dạng như là cao cấp lắm rồi, và người ta sử dụng là 11 màu, 11 màu, và giấy in chính hãng, mực in thì cũng là mực in chính hãng, thì chắc chắn cái màu nó sẽ ra rất là tương đồng. Chưa kể là cái người chủ, cái người mà sẽ in cho các bạn đó là anh Thanh Tùng, là một nhiếp ảnh gia rất là có tiếng, một trong mười mấy người đại diện của Sony Việt Nam ha, nhiếp ảnh gia, và ông là hình như là người Việt Nam duy nhất ở trong cái nhóm đó, thì các bạn đủ hiểu là trình độ ông tới đâu rồi. Và trước đây là ông cũng có in rất là nhiều cái triển lãm của ông cũng như của những người khác, của những nhiếp ảnh gia khác ở khu vực miền Nam ha. Và đây thì đó là cái chỗ mà mình lưu ý các bạn là Thanh Tùng Photo 42 Nguyễn Thái Bình in trên canvas, và cái giá thì nó cũng không quá mắc đâu so với chất lượng
mình đảm bảo, tại vì ở đó thì khi các bạn đem tới thì người ta sẽ tư vấn cho các bạn là màu như thế này ổn chưa, hay là như chỉnh như thế nào đó, phông rồi những cái lịch màu này nọ thì ông sẽ nói hết cho các bạn ha, và ông sẽ có hướng chỉnh cho các bạn. Ở đó sử dụng một cái eye mask nữa, thành ra là khi các bạn chỉnh á thì cái màu khi mà in ra so với lại cái màu trên màn hình và cái màu in ra đảm bảo nó không chênh lệch nhiều đâu, nó sẽ được khoảng có 99%, tức là gần như hoàn hảo đó, mình cam đoan. Và cái độ bền thì nó cũng độ bền cao, nó khoảng 50 năm nếu như các bạn in trên giấy canvas. Rồi thì đó là cái trả lời của mình về cái việc là in ấn làm sao để cho nó đúng màu ha. Cái đúng màu thì mình nói rồi, thì chỉ sử dụng cho cái chất lượng cao thôi, còn nếu như các bạn in kỷ niệm á thì chúng ta không nên đặt nặng quá nha nhá. Bye bye, và nhớ gửi lại, nhớ click like và subscribe cái channel của mình, và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau. Bye bye.